Hello, chào mừng các bạn đến với combo 10 lý do giàu, 10 lý do nghèo. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn chủ đề thức dậy sớm rồi sẽ giàu. Đó các bạn, thức dậy sớm rồi sẽ giàu. Thì và tôi dạy sinh viên và tôi chia sẻ với học sinh sinh viên và rất nhiều doanh nghiệp doanh nhân. Thì tôi nói rằng người giàu là ngủ ít, người giàu dậy sớm, ngủ nhiều dậy trễ là thói quen của người nghèo. Thì đúng vậy các bạn. Thì tôi lấy ví dụ mà đây cũng rất nhiều video tôi đã nói về ngủ ít rồi dậy sớm, rất nhiều video, nhưng hôm nay tôi nhắc lại trong cái combo 10 lý do giàu, 10 lý do nghèo các bạn. Thì ví dụ như bạn bắt đầu làm việc vào lúc 7 giờ sáng thì khoảng chừng 6 rưỡi bạn thức dậy, bạn làm vệ sinh sạch sẽ, ăn sáng rồi bạn đi làm. Như vậy bạn sẽ không bằng một cái người mà 5 giờ sáng họ dậy, họ vệ sinh các thứ tới 5 rưỡi và họ bắt đầu vào bàn làm việc. Thì vậy họ đã hơn các bạn là 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Thì bạn cứ nhẩm tính đi, là một ngày là 1 tiếng rưỡi, thì 1 năm là bao nhiêu thời gian và 10 năm là bao nhiêu. Bạn thấy một con số vô cùng khủng khiếp. Và người giàu thường thường các bạn họ ngủ ít và dậy sớm. Thì cái từ khóa, cái mệnh đề là mỗi buổi sáng thức dậy sớm chăm chỉ mà giàu, có ý nghĩa là cô dục bắt đầu ngày mới từ rất sớm để tận dụng thời gian và nỗ lực làm việc chăm chỉ để đạt được thành công và giàu có. Và dưới đây là một số điểm cần lưu ý. Thức dậy sớm là bắt đầu từ ngày sớm, bạn có thể thêm thời gian lập kế hoạch cho ngày làm việc, xác định mục tiêu và chuẩn bị tinh thần cho những công việc sắp tới. Việc dậy sớm cho phép bạn có thời gian để tập trung, để đọc sách, học hỏi, thực hiện các hoạt động giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Bên cạnh đó, việc thức dậy sớm cũng giúp bạn có thời gian để tập luyện, chăm sóc sức khỏe của mình. Điều này có thể tạo ra động lực, năng lượng, tạo ra tinh thần tỉnh táo và sảng khoái để bắt đầu ngày mới. Chăm chỉ dậy sớm, thái độ chăm chỉ và kiên trì trong công việc là yếu tố quan trọng để đạt được thành công và giàu có. Bằng cách làm việc chăm chỉ, không ngừng cố gắng, bạn có thể nắm bắt được cơ hội và vượt qua những thách thức để đạt được mục tiêu của mình. Việc thức dậy sớm và làm việc chăm chỉ vào mỗi sáng là một yếu tố quan trọng trong việc đạt đến sự giàu có. Người giàu có và thành công đã có thói quen dậy rất sớm và bắt đầu ngày mới trong khi người khác còn đang ngủ. Tuy nhiên, để dậy sớm và làm việc chăm chỉ thực sự mang lợi ích, bạn cần có một lịch trình hợp lý và tuân thủ nó một cách kiên nhẫn và kiên trì. Đặt mục tiêu cụ thể cho mỗi buổi sáng và cam kết thực hiện chúng. Hãy tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và không để bị sao lãng bởi các yếu tố bên ngoài. Ngoài ra, hãy nhớ rằng việc dậy sớm và làm việc chăm chỉ chỉ là một phần của công thức thành công. Bạn cũng cần phải có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch hành động và sự kiên nhẫn để vượt qua khó khăn và trở thành người thành công và giàu có. Chúc bạn thành công và thịnh vượng. Lão già ngã bảy Sài Gòn. Đó các bạn. Thì trên đây là một cái video thứ ba nói về cái dậy sớm, làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ giàu có. Bạn hãy like, comment, chia sẻ và nhiều người cùng xem. Tôi sẽ làm liên tục là 10 video về 10 lý do giàu, 10 lý do nghèo. Cảm ơn các bạn.